Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia phun trào nhiều đợt dữ dội những ngày qua, ảnh hưởng đến cả ngành du lịch của tỉnh này. Một sân bay quốc tế tiếp tục phải đóng cửa để tránh cho bụi từ núi lửa. Núi lửa Ruang tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động mức cao nhất sau khi liên tiếp phun trào, tạo ra các cột tro bụi nóng có lúc cao hơn 3.000 mét từ hôm 16 tháng 4 đến nay. Hôm 19 tháng 4, một quan chức địa phương cho biết hơn 6.000 cư dân trên đảo Tagulandang lân cận, nơi sinh sống của khoảng 20.000 người đã được sơ tán ra ngoài khu vực cấm. Trước đó, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia có tên viết tắt là BNPB đã ra lệnh cho hơn 11.000 cư dân sống quanh núi Ruang sơ tán khỏi nhà sau khi cường độ phun trào của núi lửa này gia tăng. Hải quân Indonesia đã điều động tàu sơ tán được hơn 500 người đến thành phố Bitung, phía đông bắc đảo Sulawesi, cách thủ phủ Manado của tỉnh khoảng 50 km. Hàng nghìn người khác tự sơ tán bằng thuyền phà, đi bộ hoặc sử dụng ô tô, xe máy. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, hay còn gọi là Basarnas, đã tăng cường lực lượng để tiếp tục nỗ lực sơ tán, cứu trợ hàng ngàn người dân chịu ảnh hưởng từ núi lửa phun trào. Ngày 21 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, đánh giá việc núi lửa Ruang tỉnh giấc đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi ở Bắc Sulawesi bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến lượng du khách tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh này, gồm đảo Bunaken và vùng biển đảo Likupang, một trong 5 điểm đến du lịch siêu ưu tiên của Indonesia. Ít nhất 2 sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra ở Bắc Sulawesi cũng đã bị hoãn. Điều này chắc chắn làm giảm tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn và ảnh hưởng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa địa phương. Theo Bộ trưởng Sandiaga Uno, chính phủ Indonesia cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực khôi phục, tăng cường quảng bá thúc đẩy trở lại ngành du lịch tỉnh Bắc Sulawesi sau các vụ phun trào núi lửa. Do cho bụi núi lửa Ruang bao trùm phần lớn không phận tỉnh Bắc Sulawesi, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Sam Ratulang ở Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi đã bị hủy bỏ những ngày qua. Hơn 10.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn hàng không, cơ quan điều hành sân bay quốc tế Sam Ratulang quyết định tiếp tục đóng cửa sân bay này ít nhất đến hết ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn tại núi lửa Ruang có thể tiếp diễn trong những ngày tới. Cao 725 m so với mực nước biển, núi lửa Ruang là một trong những núi lửa hoạt động mạnh ở Indonesia, nằm cách thủ phủ Manado của tỉnh Bắc Sulawesi khoảng 100 km. Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia, hay còn gọi là PVMBG, ghi nhận khoảng 1.439 trận động đất núi lửa sâu, 569 trận động đất núi lửa nông và 6 trận động đất kiến tạo cục bộ ở núi lửa Ruang. Cùng với núi lửa Ruang, cơ quan địa chất Indonesia cũng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngọn núi lửa Agu, Karangetang gần đó. Theo các chuyên gia, cho bụi núi lửa lan rộng đe dọa an toàn hàng không vì có thể xâm nhập vào cabin và động cơ máy bay, cản trở hệ thống giám sát tốc độ bay và các hệ thống điện tử, định vị, làm đường băng trơn trượt gây nguy hiểm cho quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu các vụ động đất và núi lửa phun trào. Indonesia cũng là một trong những quốc gia có số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất trên thế giới.